Xin được chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Xịn Bên Chánh của em Hương Uống. Thì hôm nay Hương sẽ review cho quý anh chị mình một dãy nhà 3 căn đã hoàn thiện anh chị nhé. Trong đây thì bên đơn vị Hương xây là tầm khoảng là 10 căn lận và mới thì hoàn thiện 3 căn này thôi. Còn mấy căn ở phía sau thì chắc tầm khoảng qua Tết thì bên đơn vị Hương sẽ review cho quý anh chị. Nhưng mà mình thích thì bên đơn vị Hương vẫn bán luôn. Bán là giao nhà hoàn thiện, chìa khóa giao tay luôn anh chị nhé. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng luôn, dân cư thì ở rất là đông rồi anh chị. Về đây ở sinh sống không có sợ bị buồn nha. Và diện tích ngôi nhà của mình thì nó là ngang 5 và dày vào thì tới tận là 22. Thì Hương sẽ lấy ra 3 căn đã hoàn thiện rồi sẽ review gửi bán cho quý anh chị nhé. 3 căn này thì mặt dẫn nó sẽ đều khác nhau, nhưng mà diện tích và cái kết cấu bên trong sẽ đều y chang, không khác gì hết anh chị nhé. Chỉ có khác là mặt dẫn thôi. Quý anh chị mình hãy dành không ít thời gian cho em Hương Uống để mình có thể về đây mình trải nghiệm thực tế, thì mình có thể chọn ra được một căn mà quý anh chị mình ưng ý anh chị nhé. Đường bước vào trong nhà mình thì đường rộng tầm khoảng là 4,5 m, xe hơi xe tải có thể di chuyển vào tới bên đây. Sân của mình là sân đậu xe hơi luôn anh chị ha, xe hơi 4 chỗ 5 chỗ vào bên trong rất là thoải mái. Và trước tiên bước vào bên trong thì đơn vị Hương sẽ làm cho mình là một lớp cửa bằng sắt sơn tĩnh điện rất là chắc chắn và dày dặn. Khu vực đây thì khu vực sân cho mình, ngoài khu vực thì mình đã ướp lát rất là sạch sẽ rồi. Có mưa gió thì mình không có sợ nó bị đóng rong đóng rêu theo thời gian đâu anh chị. Về việc thì anh chị cứ làm một cái mé tôn, mình tre ra làm cái khung hàng rào lại để mình bảo vệ cho ngôi nhà mình nó được an toàn thêm anh chị ha. Và mình đậu xe nó cũng được thoải mái nữa. Nhà mình thì là nhà hướng đông bắc, những quý anh chị đang tìm và hợp hướng đông bắc thì cũng có thể về khảo sát thực tế cái mẫu nhà này. Ngang năm bước vào bên trong rất là rộng và thoải mái nữa. Giờ thì mình di chuyển cùng em Hương Ú, mình tiến vào trong để mình khám phá anh chị nhé. Và cái lớp cửa thứ hai sẽ cho quý gia đình mình là một cái lớp cửa bằng sắt sơn tĩnh điện và kính cực lực vô cùng là dày dặn và chắc trắng. Bên trong ngôi nhà không gian phòng khách thì bên đơn vị Hương đã ốp lát và tặng full nội thất cơ bản cho quý anh chị mình luôn. Ở đây thì lớp BBC nên rất là đẹp, gương mây gã đá anh chị ha. Khu vực này thì mình có thể để một cái tiết tivi ở đây, có kệ sẵn hết, ổ cắm điện full và đầy đủ cho quý anh chị rồi. Đây là mẫu nhà mới hoàn toàn 100%, bên đơn vị Hương vừa hoàn thiện thì Hương đã đến cập nhật cho quý anh chị. Giá tổng của nó chỉ có là 2.490.000.000 thôi. Cần thương lượng mạnh mẽ ngay và trực tiếp chính chủ, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng, sổ đã có sẵn, có thể cho quý anh chị mình đi sang tên công chứng trong ngày luôn nha. Khu vực bên tay trái của Hương thì mình làm một cái dách BBC ở đây, nhìn rất là đẹp luôn. Mình chỉ cần để một bộ ghế sofa cao cấp ở đây nữa thôi và bước vào trong ngôi nhà nhìn sang đẳng cấp luôn anh chị. Khu vực ở dưới chân cầu thang thì mình cũng làm kho tủ luôn, nó nhìn rất là đẹp ha. Về mình có thể đựng những vật phẩm vô đây nè, sách hoặc là bình rượu đó đây. Và khu vực đây cũng có BBC, vực hợp làm kho tủ sẵn cho quý anh chị mình trang trí thoải mái nha. Và tiến thẳng ra sau nữa thì sẽ là một cái không gian bếp anh chị. Trần trên của mình thì sẽ làm cho mình cũng đến giữa là một cái bóng đèn và xung quanh sẽ là một cái quạt xay rất là mát cho khu vực này. Mình nấu nướng, ăn uống, tiệc tùng ở đây cũng rất là sướng anh chị ha, không có bị hầm hì đâu. Với lại nhà của mình là nhà hướng đông bắc nữa nên nó rất là mát và thoáng, có sân trước sân sau rộng rãi vô cùng. Không gian bếp đây có tủ bếp trên, tủ bếp dưới, mặt đá hoa cương dày dặn không nang, nấu nướng ở flat sạch sẽ vô cùng. Ở bên đây thì làm cũng là dách BBC, gân mây giả đá đẹp sang trọng. Bước vào ngôi nhà thôi có tin nổi là 2.490.000.000 không ạ? Chắc là không đâu anh chị. Đường gì đâu mà rộng vô cùng nữa. Dân cư ở đông, nhà đẹp sang mà làm gì có giá này. Nhưng không tin cũng phải tin, một thật sự là 100% là giá tổng luôn anh chị nhé. Và đây, wow, cái phòng này ở phía bên dưới đất cũng rộng thoáng á, gạch nền thì nhìn cũng rất là sang, trắng trẻo luôn anh chị ha, như ngọc trinh vậy. Ở trần trên thì cao ráo luôn nè, có hệ thống đèn ống đồng dây chờ sẵn hết, cửa sổ thoáng mát gia đình mình luôn nha. Quý anh chị xem đây rồi nhớ đăng ký kênh cho em Hương Uống nha. Quý anh chị đăng ký kênh cũng là động lực để cho Hương đi quay và đi săn nhiều mẫu nhà phục vụ đến cho quý anh chị mình luôn. Và trong quá trình làm việc Hương quay hay nói có gì đó thiếu sót thì cũng mong là quý anh chị mình thông cảm bỏ qua cho Hương nha.
Không ai làm vừa lòng ai cả anh chị, nên có gì thiếu sót thì bỏ qua cho Hương. Chủ yếu là Hương đến đây để cập nhật và quay nhà đẹp cho quý anh chị mình tham khảo và chọn cho mình được một căn nhà đẹp để mình an cư và lập nghiệp thôi ạ. Khu vực đây thì sân sau, ở trên thì là mấy khung hàng rào bao bọc tường gạch ốp lát sạch sẽ, không gian nhà vệ sinh thì công năng đầy đủ rồi đó, không cần phải làm gì hết, mua nhà mới rất là yên tâm luôn anh chị. Thì bên đơn vị Hương cũng sẽ bảo hành nhà cho mình là từ 1 đến 2 năm bên xây dựng luôn. Quá trời sướng rồi, nhà gì đâu mà rẻ vô cùng, đường rộng rãi nữa. Về đây, từ đây mà mình về cái trung tâm quận huyện rất là gần anh chị ha. Và nãy giờ Hương quên nói vị trí căn nhà nữa, sorry anh chị rất là nhiều luôn. Nhà mình thì được tọa lạc là gần chợ Trung Thành. Cách chợ Trung Thành đâu đó của mình tầm khoảng là 1 cây rưỡi thôi anh chị, di chuyển rất là thuận tiện luôn. Ngay khu công nghiệp Cầu Tràm luôn, ngay chợ Trung Thành thì quý anh chị mình quẹo vô cái đường chợ Trung Thành vào đây cũng được, hoặc là mình chạy lên tí nữa có ấp Sà Đoi thì quý anh chị mình chạy vào ha. Thì chạy vào đó thì có khoảng cao lắm là 2 cây đổ lại thôi, không có hơn nữa đâu anh chị. Mà đường xá thì rộng nha, đèn đường cấp sáng hết cho quý anh chị mình luôn. Mình di chuyển ra thuận tiện nữa, mình về đây mình sinh sống, mình có đi làm thì có đầy đủ công ty xí nghiệp cho quý anh chị mình sinh hoạt. Chợ búa thì mình đi ra trong tầm khoảng 1 cây số à. Đó, mình chạy ra đầu đường, mình chạy xuống ngã tư Sà Đoi mình đi chợ dưới cũng được, còn không thì mình đi chợ Trung Thành, từ đây ra chợ Trung Thành 1 cây rưỡi số à, tuyệt vời cho quý anh chị mình luôn. Về trung tâm quận huyện chỉ có 30 đến 35 phút thôi anh chị, liên hệ cho Hương liền nha, để mình là người về thực tế khảo sát cái mẫu nhà này đó, mình cũng là người chọn ra một cái vị trí đẹp nhất để mình về mình ở anh chị. Giờ thì mình di chuyển cùng em Hương Ú nha, mình tiến lên khu vực không gian tầng 1 để mình thám phá. Em Hương Ú xin mời. Quý anh chị thân mến, Hương Ú đã có mặt trên khu vực không gian tầng 1 rồi. Trên đây sẽ cho mình là 2 phòng ngủ và 1 không gian thờ. Hương sẽ đi thẳng ra cuối dãy luôn. Không gian nhà vệ sinh thì bên đơn vị Hương sẽ tận dụng ở phía ngoài cho quý anh chị mình dễ và tiện sinh hoạt anh chị nhé. Và tiến vào đây thì sẽ là một cái phòng cuối dãy đầu tiên. Ở trong đây thì sẽ có phòng mixer ở phía bên trong, nhà vệ sinh nằm ở trong luôn, cho vợ chồng mình sinh hoạt rất là tiện luôn anh chị. Gạch nền của mình thì khác gạch ở dưới ha, nó mình lót 2 màu gạch lên nên bước vào bên trong ngôi nhà nhìn rất là xa. Và tiến vào đây thì không gian nhà vệ sinh đầy đủ, bạn mình phim thể quay sơ cho quý anh chị mình tham khảo thôi ạ. Thì nhà vệ sinh nào thì nó cũng công năng thì nó cũng y chang nhau à, không có khác gì hết trơn. Có cửa sổ nè, ở đây thì nhìn ra là dân cư đông lắm nha. Ở trên của mình thì là tranh thạch cao nguyên khói anh chị. Giờ thì di chuyển cùng Hương mình tiến qua cái phòng kế tiếp. Đường đi của mình rất là rộng nè, cái làn đi của mình rất là rộng rãi luôn. Về đây mình ở mà mình có dọn đồ đạc cũng thoải mái, tủ rồi đó anh chị. Đây là cái phòng lớn hơn cái phòng bên kia nữa, có dây đồng dây chờ sẵn hết cho nên mình rồi. Về việc thì mình gắn và lắp ráp được thôi. Có cửa sổ, căn nào cũng có cửa sổ cả anh chị. Thì dãy này là có 3 căn đã hoàn thiện rồi, 3 căn cũng là 3 mẫu khác nhau anh chị ha, không có giống nhau. Mình về đây thì mình có thể chọn. Và bên kia thì đơn vị Hương đang xây là chắc tầm khoảng 7 căn, 7-8 căn bên đó đó. Thì chắc 2 căn kia thì chắc khoảng 2 tuần nữa thì Hương sẽ review. Còn mấy căn sau thì chưa xong, chắc qua Tết mới có cho quý anh chị. Đó, thì phòng này cũng rộng lắm nè, mình có thể làm phòng thờ hoặc là phòng ngủ. Cái dãy nhà mà mái thái mà Hương nói cái hướng ở phía bên đó đó, nếu như mà gia đình mình thích á thì mình cũng có thể về đây mình cọc mình giữ trước mà căn vị trí đẹp luôn anh chị ha. Rồi mình sẽ bàn giao nhà sau, vẫn được, bên Hương vẫn nhận. Thì mình cứ cọc khoảng 200 thì mình có thể giữ được cái nhà đó. Rồi khi nào hoàn thiện, chìa khóa giao tay rồi mình đi công chứng, bên Hương vẫn cho quý anh chị mình chọn trước, giữ chỗ trước luôn. Còn nếu như mà mình không thích cái kiểu mái thái đó thì mình có thể chọn những cái mái căn này. Nó thì bên Hương nói chung là rất là nhiều nhà, mẫu nhà thì đa dạng lắm, nhiều giá lắm. Thì mình cứ xuống đây thực tế rồi Hương coi nhu cầu của quý anh chị mình nó như thế nào thì Hương sẽ chào nó sẽ dễ hơn. Chứ mà quý anh chị mà liên hệ mà mình không xuống thực tế á, cũng khó lắm, khó cho em Hương giải quyết lắm. Còn về giá cả thì mình cứ về đây trải nghiệm thực tế đi. Nếu như á mà được thì em Hương sẽ cho quý anh chị mình gặp ngay trực tiếp chủ để mình thương lượng giá cả, nó sẽ dễ hơn. Và thương lượng giá thì quý anh chị mình ơi hãy nhớ đem theo tiền. Mình làm việc rất là dễ, còn mình nói không, mình trả giá không mà mình đi về mình suy nghĩ một cái nữa thì rất là khó, khó cho bên Hương. Hương sẽ mất uy tín với bên anh chủ đầu tư rất là nhiều anh chị ha. Giống như quý anh chị mình trả đã được giá rồi mà mình hẹn lại nữa thì rất là ngại cho bên Hương. Cũng mong là quý anh chị mình thông cảm.
bỏ qua cho Hương về cái vấn đề đó ha. Tại vì cũng có rất là nhiều khách hàng liên hệ cho Hương, hai trả giá trước, với lại hai xuống đây gặp chủ trả giá xong rồi được giá lại về suy nghĩ rồi lại kiếm căn khác nữa, nên Hương mất uy tín rồi, nên Hương cũng hơi ngại về vấn đề đó. Mong là quý anh chị mình xem, có xem video này thì thông cảm cho Hương. Giờ thì mình di chuyển về khu vực nhà dưới, Hương một lần nữa sẽ trao đổi lại thông tin ngôi nhà rồi Hương sẽ kết thúc video nhé, và chờ quý anh chị mình liên hệ cho Hương để về xem nhà thực tế thôi. Quý anh chị thân mến, và nãy giờ thì em Hương cũng đã quay sơ ngôi nhà cho quý anh chị mình tham khảo rồi. Vì trên chiếc ống kính màn hình cũng rất là nhỏ nên bên đơn vị Hương quay có gì đó thì hơi thiếu sót, thì cũng mong là quý anh chị mình thông cảm và hãy dành một ít thời gian cho em Hương ú để mình có thể về đây mình trải nghiệm thực tế anh chị nhé. Giá tổng của nó chỉ có là 2 tỷ 490 triệu, còn thương lượng mạnh mẽ ngay và trực tiếp chính chủ sổ hồng riêng, ngàn năm và dài vào á thì tới tận là 22, một trệt một lầu, trong mình tận 3 phòng ngủ và một không gian thờ, 3 nhà vệ sinh, có sân trước, sân sau rộng rãi thoáng mát, sân của mình thì sân đậu xe hơi, nhà hướng của mình là hướng đông bắc. À, quá tuyệt vời cho quý anh chị mình rồi, nằm gần ngay khu công nghiệp Cầu Tràm, ngay chợ Trung Thành, mình di chuyển vào tới bên trong ngôi nhà mình đâu đó tầm khoảng 1,5 cây số thôi. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng lắm, xe hơi xe tải di chuyển thoải mái anh chị, đường thông hai hướng luôn. Và giờ thì em Hương Ú xin được phép kết thúc video tại đây. Nếu như mà quý anh chị mình có muốn đi xem nhà thì hãy di chuyển con đường là quốc lộ 1A, chạy vào đường Đinh Đức Thiện gần chợ Bình Chánh, chạy thẳng vô qua khu nghiệp Cầu Tràm thì liên hệ cho Hương, Hương sẽ ra đón nha. Giờ thì em xin chào, chúc quý anh chị mình mau tìm được căn nhà ý để đón một cái Tết ạ.